Kính chào quý vị. Quý vị đang xem chương trình tổng hợp thông tin quốc tế ngày nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Iran cáo buộc Israel tấn công từ không phận Iraq với sự cho phép của Mỹ. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel triển khai tiêm kích tập kích nước này từ không phận Iraq với sự cho phép của Mỹ, ghi nhận từ nguồn tin báo VN Express. Chiến đấu cơ Israel phóng tên lửa từ không phận Iraq, cách biên giới Iran khoảng 112 km, nhắm vào các địa điểm quân sự, đài radar của Iran. Không phận Iraq do quân đội Mỹ kiểm soát, nên Washington chắc chắn đồng lõa với Tel Aviv trong vụ tập kích. Phái đoàn thường trực Iran tại Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 10 viết trên X. Quân đội Israel, IDF, rạng sáng ngày 26 tháng 10 triển khai 100 máy bay quân sự, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35I, phóng hàng loạt tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công của Tehran hồi đầu tháng. Quân đội Iran tuyên bố hệ thống phòng không tích hợp của nước này đánh chặn số lượng lớn tên lửa tầm xa của Israel từ Iraq, đồng thời ngăn chiến đấu cơ IDF xâm nhập không phận. Họ lưu ý rằng tên lửa Israel mang đầu đạn cỡ nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/5 trọng lượng đầu đạn tên lửa đạn đạo của Iran. Tehran thông báo ghi nhận những thiệt hại hạn chế, 4 binh sĩ thiệt mạng, một số hệ thống radar bị hư hại nhưng nhanh chóng được sửa chữa. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra tuyên bố bác bỏ thông tin trên truyền thông Israel rằng IDF ban đầu định tấn công các cơ sở dầu khí Iran, nhưng thay đổi kế hoạch, tập trung hoàn toàn vào các cơ sở quân sự sau khi chịu áp lực liên tục từ Mỹ. Tel Aviv đã chọn mục tiêu từ trước dựa trên lợi ích quốc gia, không theo chỉ thị của Washington. Tuyên bố có đoạn, văn phòng cũng bác bỏ thông tin Israel đã thông báo trước cho Iran về thời điểm, mục tiêu, quy mô của đợt tập kích. Mỹ chưa bình luận về cáo buộc đồng lõa và thông tin cho phép IDF triển khai tiêm kích từ không phận Iraq. Baghdad cũng chưa bình luận. Mỹ trước đó nói phản ứng của Israel là hành động tự vệ khi chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự, tránh khu dân cư và đã thông báo cho Washington về chiến dịch. Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn các bên tăng cường nỗ lực ngoại giao, giảm căng thẳng ở Trung Đông, kêu gọi Iran không đáp trả Israel để tránh leo thang tình hình. Có vẻ như Israel không tấn công bất cứ địa điểm nào ngoài mục tiêu quân sự, ông Biden nói, tôi hy vọng đây là hồi kết. Bộ Ngoại giao Iran lên án đợt không kích ngày 26 tháng 10 của Israel vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Tel Aviv nhắc lại quyền tự vệ của nước này trước các hành vi xâm lăng, nhưng chưa thông báo các biện pháp đáp trả. Căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang sau sự kiện Hamas ở Gaza tấn công miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel sau đó mở chiến dịch đáp trả Hamas, trong khi Hezbollah ở Liban tăng cường tập kích miền bắc Israel để thể hiện sự ủng hộ với đồng minh ở Gaza. Hezbollah và Hamas đều là các nhóm được Iran hậu thuẫn trong nỗ lực đối phó ảnh hưởng của Israel tại Trung Đông. Tình hình khu vực gần đây xấu đi sau loạt sự kiện, trong đó có việc Israel hạ nhiều chỉ huy, lãnh đạo cao cấp của Hamas và Hezbollah. Iran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel hồi đầu tháng và IDF mở chiến dịch đột kích vào miền nam Liban. Nếu Tehran quyết định trả đũa đợt không kích ngày 26 tháng 10 một cách quyết liệt, xung đột, Iran-Israel có thể leo thang đáng kể, thậm chí biến thành chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Iran dọa đáp trả thích đáng, buộc Israel trả giá sau đoạn không kích. Các quan chức Iran tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tập kích mới nhất của Israel, dù đòn tấn công này không gây tổn thất lớn, ghi nhận từ nguồn tin báo Dân Trí. Thất bại khi những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái tiến hành hoạt động của họ không có nghĩa là Iran sẽ không đáp trả. Chính quyền theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái sẽ phải trả giá cho hành vi xâm phạm toàn diện lãnh thổ. Ismail Khoshari, thành viên của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia Manles, Quốc hội Iran, nói với hãng tin Fars trong một cuộc phỏng vấn hôm 26 tháng 10. Ngoại trưởng Iran Sayed Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ không ngần ngại đáp trả dứt khoát và thích đáng trước bất kỳ hành vi nào xâm phạm toàn diện lãnh thổ và an ninh của Iran vào thời điểm thích hợp sau cuộc tấn công của Israel. Tổng thống Iran Masoud
Pezeshkian cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nói rằng Iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động ngu ngốc nào bằng sự khôn ngoan và thông minh. Theo một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Iran đưa ra, Ngoại trưởng Arachi đã điện đàm với những người đồng cấp từ Qatar, Ai Cập và Syria để trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất trong khu vực. Tuyên bố cho biết ba ngoại trưởng đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào một số địa điểm quân sự ở Iran. Các nhà ngoại giao cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực thiết lập hệ thống ngừng bắn ở Gaza và Liban, ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Israel và khôi phục sự ổn định và an ninh cho khu vực. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố hàng chục máy bay chiến đấu của Israel đã hoàn thành 3 đợt tấn công vào đêm 26 tháng 10, rạng sáng 27 tháng 10, nhằm vào các nhà máy tên lửa và các địa điểm khác gần Tehran và phía tây Iran. Đây là đòn đáp trả của Israel sau cuộc tấn công của Iran bằng khoảng 200 tên lửa đạn đạo hôm 1 tháng 10. Israel thậm chí cảnh báo Iran không được đáp trả sau cuộc tấn công mới nhất. Iran, một trong những quốc gia sở hữu kho tên lửa lớn nhất ở Trung Đông, đã lên án mạnh mẽ cuộc không kích mới nhất của Israel. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này có quyền và nghĩa vụ tự vệ để đáp trả cuộc tấn công của Israel. Iran thừa nhận trách nhiệm của mình đối với hòa bình và an ninh khu vực. Quân đội Iran cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã sử dụng đầu đạn rất nhẹ để nhắm vào các hệ thống radar biên giới ở các tỉnh Ilam, Khuzestan và xung quanh Tehran. Các kế hoạch của đối phương đã bị ngăn chặn khi xâm nhập không phận của Iran và cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại hạn chế, Bộ Tổng tham mưu Iran cho biết trong một tuyên bố. Nghị sĩ Iran Abolfat Sohravan xác nhận lực lượng phòng không Iran đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Israel, thể hiện mức độ sẵn sàng và trang bị kỹ thuật cao. Truyền thông Iran đưa tin, ít nhất 4 người là thành viên của lực lượng phòng vệ Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Tel Aviv tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự, không bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran. Ông David Albright, cựu thanh tra vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại có độ phân giải thấp dường như cho thấy cuộc tấn công của Israel đã nhằm vào khu phức hợp quân sự Parchin rộng lớn gần Tehran, làm hư hại 3 tòa nhà, trong đó có 2 tòa nhà là nơi xử lý nhiên liệu rắn cho động cơ tên lửa đạn đạo. Mỹ đã cùng với các nước khác kêu gọi chấm dứt dòng xoáy đối đầu giữa Israel và Iran. Washington được cho là đã kêu gọi Tel Aviv tránh nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và hạt nhân nhạy cảm của Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 26 tháng 10 cho biết, Israel lựa chọn các mục tiêu tấn công ở Iran dựa trên lợi ích quốc gia chứ không theo những gì Mỹ chỉ đạo. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các cuộc tấn công của Israel dường như chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự, đồng thời hy vọng cuộc tấn công này sẽ chấm dứt cuộc đối đầu giữa hai nước. Israel và Iran, hai cường quốc trong khu vực, từ lâu đã là đối thủ của nhau, nhưng căng thẳng ngày càng tăng do các cuộc chiến của Israel chống lại những nhóm chiến binh được Tehran hậu thuẫn ở Gaza và Liban. Tình hình khu vực ngày càng căng thẳng sau khi Israel hạ nhiều chỉ huy cấp cao của Hamas và Hezbollah. Các nước phản ứng ra sao về cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran? Nhiều nước đã lên tiếng về cuộc tấn công trả đũa của Israel vào các mục tiêu quân sự ở Iran, khiến hai binh sĩ Iran thiệt mạng hôm 26 tháng 10, ghi nhận từ báo an ninh thủ đô. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sin Savet, phản ứng của Israel là hành động tự vệ, họ đặc biệt tránh các khu vực đông dân cư và chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự. Trái ngược với việc Iran nhắm vào thành phố đông dân nhất của Israel, mục tiêu của Mỹ là tăng cường ngoại giao và giảm căng thẳng ở Trung Đông. Nhưng chúng tôi kêu gọi Iran ngừng các cuộc tấn công vào Israel để dòng xoáy giao tranh này có thể kết thúc mà không có thêm sự leo thang nào nữa. Thủ tướng Anh Keir Starmer, tôi khẳng định rõ ràng rằng Israel có quyền tự vệ trước sự gây hấn của Iran. Tôi cũng khẳng định rõ ràng rằng chúng ta cần tránh leo thang thêm căng thẳng trong khu vực và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, Iran không nên đáp trả. Bộ Ngoại giao Pháp. Pháp kêu gọi tất cả các bên kiềm chế mọi hành động leo thang có thể làm trầm trọng thêm bối cảnh cực kỳ căng thẳng trong khu vực. Tuyên bố của Saudi Arabia.
Vương quốc Saudi Arabia lên án và kịch liệt phản đối hành động quân sự nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là hành vi vi phạm chủ quyền của nước này và vi phạm luật pháp cũng như chuẩn mực quốc tế. Saudi Arabia khẳng định lập trường kiên định của mình trong việc phản đối tình trạng leo thang liên tục trong khu vực, cũng như việc mở rộng xung đột đe dọa đến an ninh, sự ổn định của các quốc gia và người dân trong khu vực. Saudi Arabia kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và giảm leo thang. Bộ Ngoại giao Ai Cập. Ai Cập theo dõi với mối quan ngại sâu sắc về sự leo thang đang căng thẳng ở Trung Đông, gần đây nhất là cuộc tấn công của Israel vào Iran sáng nay, đồng thời lên án mọi hành động đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực. Ai Cập nhấn mạnh lập trường của mình rằng lệnh ngừng bắn ở dải Gaza phải đạt được nhanh chóng trong khuôn khổ một thỏa thuận mà qua đó các con tin được thả, vì đó là cách duy nhất để giảm leo thang. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan. Pakistan lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Các cuộc không kích này làm suy yếu con đường hướng tới hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như tạo sự leo thang nguy hiểm trong một khu vực vốn đã bất ổn. Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về dòng xoáy leo thang và mở rộng xung đột hiện nay. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đóng vai trò trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thực hiện các bước ngay lập tức để chấm dứt sự liều lĩnh của Israel trong khu vực. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. UAE lên án mạnh mẽ việc nhắm mục tiêu quân sự vào Cộng hòa Hồi giáo Iran và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự leo thang liên tục cũng như tác động của nó đến an ninh và ổn định khu vực. Bộ này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp kiềm chế tối đa và sáng suốt để tránh rủi ro và xung đột lan rộng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký theo dõi kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin nổi bật ở các khung giờ trong ngày để phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!